Rồi, chào cô chú anh chị nha. Giờ tới cặp bánh nha. Bánh thì đây. Bánh đùm là đùm viên alpha. Má đùm đầy đủ nè bạn. Má đùm đầy đủ, tăng bua còn dày ha. Bán như trong clip nè. Đó, sau là em báo dậy, tăng bua dày. Này nó chưa đóng nè. Nó chưa có đóng sơ mi nè. Đó, cầm thì em không biết cầm gì nhưng mà nó sáng trưng à. Niền thì niền nhôm RCB. Vỏ thì mòn. Đó, nhưng mà được cái cầm sáng giới, em không biết cầm này cầm như cầm Nova hay cầm gì không biết, hay cầm Si Thái gì thì không biết. Nhưng nó có gãi cây hay gì á. Đây nè. Thấy cây này nó gãi nè. Đó. Cầm này không biết cầm gì. Rồi, bên đây cũng vậy. Đây thấy cũng còn ok nè. Đây. Thấy cũng còn ngon lành, chưa có sơ mi. Rồi, nè đầm thì đầm alpha, má đầm zin ha. Đó, cốt tán đầy đủ nha, nhưng mà quay đây không không có thấy chưa có soạn cốt tán ra. Gấp quá quay đại cho anh em xem cái đó. Đó. Rồi. Hình trước cũng chưa đóng luôn, má đầm đầy đủ luôn. Đây, công tơ mét còn luôn nè. Trước thì đẹp, chưa có bị gãy cây nào hết. Niền nhôm luôn. Như cái gì nè, cao xanh tu Repsol gì đó, từ lửa hết. Vỏ đẹp, vỏ trước đẹp, chưa có đóng, chưa có lỏng, ok ha. Đó rồi, cặp bánh này bán nhanh gọn lẹ cho anh em, đầy đủ cốt tán má đùm, đầy đủ cốt tán má đùm hết là 1 triệu. Rồi, bán nhanh cho anh nào về gắn xe, anh em về rút cây câm lại, nãy có cây gãy hay gì đó. Em thấy em kiểm tra thấy có cây gãy. Rồi, 1 triệu, ok, nhận cọc lên đường. Rồi.